Từ nhỏ là con không có gia đình rồi. Lúc mà con sinh ra 3 tháng là con bị bỏ trước cửa nhà bà nội con. Vậy hả? Có nghĩa là bỏ con trước cửa nhà bà nội? Dạ, thì vô tình bà nội con đi chợ về thấy con nằm đó kiến lửa bu hoài, bu hết cả người. Nếu mà bà nội không cứu thì chắc là giờ này không có con ngồi đây. Đó là bà nội ruột con hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc đó ba con đâu? Lúc đó là ba với mẹ con là kiểu như bị vỡ kế hoạch. Ba mẹ lúc đó chưa lấy nhau đúng không? Dạ lấy rồi, đã có chị của con rồi và kiểu như là không muốn có nữa. Nhưng mà con là bị vỡ kế hoạch. Nên là mẹ con đem con bỏ vô nhà bà nội luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Bởi vậy nên là con nói là nhỏ giờ con không có gia đình là vậy. Có nghĩa là con hoàn toàn sống với bà nội thôi? Dạ. Tới hiện tại thì 1-2 tháng nay thì ba con mới về trong nội ở, thì hai vợ chồng cũng xích mích á, nên con cũng mới nói chuyện lại với ba con thời gian này thôi. Lúc đó là nội con nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nội con 63 tuổi. 63 tuổi là nuôi con tới 25 tuổi. Bây giờ bà nội thì... Bà nội mất. Nội mất lâu chưa? Bà nội con mất được 2 năm. Ồ, vậy nội giống như người mẹ của con rồi đúng không? Bà nội con hồi xưa kêu là thích coi hài, coi chương trình lắm, thì con mới kêu là nội đáng đợi con đi, mốt con lớn con làm cho nội coi, mà chưa kịp. Rồi còn dạ. Mẹ con thì sao? Trong suốt 25 năm con có gặp mẹ con là... Dạ không. Là do con chủ động không muốn gặp? Thật sự là con cũng chủ động một phần và mẹ con cũng chủ động một phần. Kiểu như cả bên không ai muốn gặp ai hết. Con không hiểu được lý do tại sao lại như vậy luôn á. Thế còn con thì sao con? Con biết hoàn cảnh của Nguyên không? Dạ lúc đầu mới Nguyên thì Nguyên có nói. Nhờ như vậy thì con mới cảm thấy là thấy thương á. Rất là đồng cảm. Đồng cảm sao? Giống như cô nghe là cô đứt ruột luôn á. Cô nói thiệt không vậy? Con nghĩ là con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Dạ em chào anh Thuận, con chào cô Hồng Vân. Thực ra chú Thuận cũng già lớn rồi, cho nên là con cứ việc là cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận nha. Trời ơi, đừng có thèm gọi bằng anh. Đã không biết nói. Nếu mà cô đã nói vậy rồi thì con cũng xin thẳng thắn, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quốc Thuận. Yeah. Con tên là Nguyễn Bình Nguyên, năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại là trợ lý đạo diễn. Bình Nguyên là trợ lý đạo diễn. Dạ. Có làm mấy công việc diễn viên không? Dạ có ạ. Rồi, mày con. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Thuận. Con tên là Trân Châu, năm nay con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là đang làm nội trợ thôi ạ. 24, rồi đứa 25. Trời ơi, tôi nó trẻ quá chị ơi. Trẻ lắm. Trẻ măng luôn nha. Trước khi mà con làm nội trợ đó, là con làm công việc gì? Dạ con đi lập đóng phim là con extra thôi. Con diễn viên tự do đúng không? Extra thường là những cái mối tình của những bé extra với lại anh phó đạo diễn á, trợ lý đạo diễn rất là hay xảy ra lắm, thường xuyên á. Chắc có lẽ là hai đứa quen nhau là trong một dịp nào đó mà hai đứa cộng tác với nhau trong một bộ phim đúng không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chết rồi, tổ chát rồi, không biết trúng được cái gì hết trơn. Rồi nói đi, hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Cũng vào một cái đêm mà đầy sao, đang ế xô á, thì con nằm ở nhà con lướt điện thoại, tự nhiên vô tình thấy bà này gửi bạn qua với con. Thấy là quen quá, chắc đó giờ cũng có làm phim của mình làm rồi. Thì con mới đồng ý rồi, hai đứa nói chuyện xong rồi qua ngày sau là quen luôn. Vậy đó hả? Chà, sao chớp nhoáng vậy? Nhưng mà lúc ấy con nhắn tin cho bạn này làm quen là con có biết bạn này không? Dạ chưa, con chỉ có gửi lời mời kết bạn thôi rồi chứ. Trên con Facebook nhắn tin. Đúng không? Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau thì bạn đang đi quay thì con lên con chờ bạn quay xong rồi khi bạn quay xong thì hai đứa coi phim tại đó luôn. Quay xong rồi coi phim tại đó luôn là sao? Dạ là bạn có đang quay tại rạp. Bạn đang quay tại rạp chiếu phim. Bối cảnh là ngay chỗ rạp chiếu phim. Là hai đứa coi phim luôn. Dạ. Vô trong phim có coi phim không? Dạ có coi phim. Thì tình cảm nó phát triển như thế nào nè? Đi xem phim xong rồi bạn kêu trở về nhà nhưng mà chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Sao nhanh dữ vậy? Con ăn ốc ngoài đường hay chi? Ăn ốc xong nó không có đổ vỏ. Nó vô khách sạn nó mới đổ vỏ. Không đổ vỏ luôn. Thôi Nguyên. Dạ. Sư phụ. Chỉ mới qua một ngày thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà vô trong thì cũng bạn nay nó ngủ à. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Vô tới đó là đóng cửa là chị em thôi chứ không có gì hết. Chị nó em mà. Tại vì ngày đầu á con thấy khuya rồi với đi về trễ thì cũng không nên á, nên là thôi con chở vô trong đó luôn đi. Đi khách sạn là bởi vì sợ về trễ nguy hiểm đúng không? Dạ đúng rồi. Con có thể tả cái cảm giác của con cái lúc đó, tại sao con đưa bạn vô, con cũng quý bạn này mà coi như mạnh ai nấy ngủ không? Tại vì mình nghĩ là nó không có nên vội vàng quá. Tức là đó là con tự kiềm chế đúng không? Dạ, cái này vừa tự kiềm chế và suy nghĩ cho đối phương luôn. Thế còn Trân Châu, đây là lần đầu tiên gặp nhau và cũng là mới biết hôm qua. Tại sao lại đồng ý cho anh đưa vô khách sạn? Con không sợ à? Dạ, con cũng hơi sợ. Sợ mà nhưng sao mà lại trong đi? Cái lúc mà ăn ốc với nhau có nói chuyện qua lại rồi cũng có nhắn tin trên mạng nó thì...
con cũng thấy cũng hơi tin tưởng chút xíu. Nếu như đêm đó nó xảy ra chuyện gì thì sao? Chịu luôn chứ sao. Đúng rồi, tại vì con đã quý bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sau cái đêm đó bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Sau hôm đó thì tụi con vẫn dành thời gian cho nhau, đi làm thì ngoại giờ thời gian đi làm thì con đều qua con chở bà đi chơi, đi coi phim này nọ, cũng đi ăn uống này nọ rồi về. Được gần một năm thì tụi con về sống thử. Bao nhiêu lâu thì gia đình hai bên biết? Gần một năm là con xin mẹ của bạn này cho là cho về cho ở chung hiểu. Dạ. Tìm hiểu và sống thử, không có về nhà con luôn. Tại thì thật sự ra đó là con cũng xin phép kể cho cô với chú nghe, từ nhỏ là con không có gia đình rồi. Lúc mà con sinh ra 3 tháng là con bị bỏ trước cửa nhà bà nội con. Vậy hả? Có nghĩa là bỏ con trước cửa nhà bà nội? Dạ, thì vô tình bà nội con đi chợ về thấy con nằm đó kiến lửa bu hoài, bu hết cả người. Nếu mà bà nội không cứu thì chắc là giờ này không có con ngồi đây. Đó là bà nội ruột con hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc ấy ba con đâu? Lúc đó là ba với mẹ con là kiểu như bị vỡ kế hoạch. Ba mẹ lúc đó chưa lấy nhau đúng không? Dạ lấy rồi, đã có chị của con rồi và kiểu như là không muốn có nữa. Nhưng mà con là bị vỡ kế hoạch. Nên rồi. Là mẹ con đem con bỏ vô nhà bà nội luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Bởi vậy nên là con nói là nhỏ giờ con không có gia đình là vậy. Có nghĩa là con hoàn toàn sống với bà nội thôi? Dạ. Tới hiện tại thì 1-2 tháng nay thì ba con mới về trong nội ở, thì hai vợ chồng cũng xích mích á, nên con cũng mới nói chuyện lại với ba con thời gian này thôi. Lúc đó là nội con nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nội con 63 tuổi. 63 tuổi là nuôi con tới 25 tuổi. Bây giờ bà nội thì... Bà nội mất. Nội mất lâu chưa? Bà nội con mất được 2 năm. Vậy nội giống như người mẹ của con rồi đúng không? Bà nội con hồi xưa kêu là thích coi hài, coi chương trình lắm. Thì con mới kêu là nội đáng đợi con đi, mốt con lớn con làm cho nội coi. Mà chưa kịp. Rồi còn dạ. Mẹ con thì sao? Trong suốt 25 năm con có gặp mẹ con không? Dạ không. Là do con chủ động không muốn gặp? Thật sự là con cũng chủ động một phần và mẹ con cũng chủ động một phần. Kiểu như cả bên không ai muốn gặp ai hết. Con không hiểu được lý do tại sao lại như vậy luôn á. Thế còn con thì sao con? Có biết hoàn cảnh của Nguyên không? Dạ, lúc đầu mới quen thì Nguyên có nói. Vậy nhờ như vậy thì con mới cảm thấy là thấy thương á. Rất là đồng cảm. Thật sự đồng cảm là đồng cảm sao? Giống như cô nghe là cô đứt ruột luôn á, cô nói thiệt. Con nghĩ là, con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Thật sự anh rất là xúc động. Không nghĩ được cái hoàn cảnh của Nguyên nó như vậy. Nhưng mà cho tới thời điểm này em đã làm được cái công việc. Giống như em nói là bà nội rất là thích xem phim, thích xem hài. Phải nói là em cũng may mắn là vẫn còn có bà. Chứ nếu như bà mà không về kịp, hoặc bà cái ngày hôm đó vì một lý do đó bà không gặp thì chắc là em sẽ không có ngồi đây. Đúng không? Dạ đúng. Anh rất là xúc động khi em nghe câu mà, nếu mà về không kịp thì bị kiến bu. Chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Tụi con về sống thử một thời gian thì con cũng kêu vợ con là thôi bây giờ tôi làm phó rồi, bây giờ bà làm trợ lý cho tôi đi. Đi đâu là lôi bà theo, như đi Đồng Tháp, quay xa, quay tỉnh là lôi bà theo hết. Không cho bà ở nhà mình. Thì thật sự là ở nhà có mình con làm à. Từ nấu ăn, rửa chén, quét nhà, quét cửa là mình con làm hết. Giờ bỏ bà ở nhà rồi, giờ bà không nấu cơm, bà đói rồi sao? Rồi là suốt cái quá trình mà đi làm phim như vậy là cái tình cảm nó càng gắn kết với nhau hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình thấy mình đi làm cái nghề phim mà sương gió nắng nôi cái kiểu, mà bà cũng đu theo mình, bà không bỏ, bà không nàng, quý cái đó lắm. Mà thật ra cái công việc phó đạo diễn với trợ lý nó rất là thật nhiều ra cái đồng lương nó rất là bấp bênh. Dạ đúng rồi, thấp. Cái thì cực lắm luôn á. Dạ cực luôn. Thế thì khi mà con nói con về nhà ảnh sống thử thì ba mẹ có phản ứng không? Dạ có chứ, mẹ con thì lúc đầu không chịu, không cho, chửi con quá trời. Xong rồi mới nhờ Nguyên nói chuyện với mẹ con, rồi mẹ con mới đồng ý. Chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhưng mà hiện tại là con đang ở nhà, là nhà của bà nội. Lúc đó là con trên đây con làm, con tự lập thì con sống ở chung cư. Tại vì lúc mà bà nội con mất là con không có về. Còn giờ hai đứa ở nhà trên này là nhà thuê? Dạ, con ở thuê. Rồi sao sống thử bao lâu thì cưới? Dạ sống gần một năm á, thì đang đi làm thì bữa đó là bà mệt, bà ở nhà đang đi làm vậy, cũng đang làm vậy, bà kêu anh ơi bác sĩ bảo cưới. Con nhớ lúc đó là đầu giai đoạn mà bùng dịch là tháng 3. Tất cả rớp rẽn là chụp hình cưới rồi mời khách là trong vòng đúng 3 ngày. Con vừa làm xong cái phim đó là tối hôm nay con làm xong là về nghỉ ngơi tới trưa là chiều con khoác bộ đồ vest lên con làm chú rể luôn. Ồ. Vậy á hả? Ừ, đúng rồi. Rồi bây giờ em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ được 4 tháng rồi. 4 tháng?
À, chúc mừng hai đứa. Mà như vậy thì tụi con ngay cái lúc có bầu mà lại bùng dịch như vậy thì đâu có đi đâu làm ăn gì được đúng không? Trong cái khoảng thời gian đó, thật sự là trước khi bả báo tin cưới á, có bầu á, con có bỏ một cái số vốn cũng ít à, cũng mấy chục thôi. Con cũng tính làm cái phim nhỏ nhỏ để mình để đời kỷ niệm, mình lưu lại. Kế hoạch tiền kỳ xong hết là bùng dịch, là tan rã, là đổ nợ từ đó luôn. Là coi như mất cái số tiền đó luôn. Chưa kịp làm gì hết. Cái đợt đó em biết nè, rất là nhiều cái dự án đều bị fail hết luôn. Mà tới bây giờ cũng không, là mất trắng luôn, không thể nào làm được. Đúng rồi. Tụi con trải qua cái thời điểm khó khăn đó bằng cách nào? Đợt đó là cách ly, giãn cách xã hội, không có cho ra ngoài đường á. Mà lúc đó là con đang có bầu. Dạ đúng rồi. Đúng không, đang có bầu. Lúc đó là rất là đang khó khăn luôn. Không làm một cái gì cả. Thì đó, lúc đó tụi con cố gắng trải qua bằng cách nào? Lúc đó là con cũng ráng xoay sở là con nhập nông sản về con bán tại chung cư. Thì mình kiếm được đồng ra đồng vô. Rồi con nhận chạy ship nữa, shipper. Bây giờ cũng đi ra đường á thì cũng dịch. Mình cũng sợ là sợ đem dịch về nhà. Vợ đang có bầu mà. Nhưng mà mình không làm thì mốt mình vợ mình đẻ thì tiền đâu cho vợ đẻ. Về chứ phải cách ly với vợ chứ. Cô cũng thấy nguy hiểm cái đợt hiểm. Thứ nhì mà vợ nằm trong phòng, con nằm ở ngoài sofa. Cái đợt đó là chưa có chích ngừa. Đúng rồi, cái đợt đó rất là nguy hiểm luôn. Và bây giờ đến cái phần kia đi. Ừ, bắt buộc phải đến phần kia đúng không? Thôi bây giờ đến với cái phần thay đổi không khí đi. Dạ. Đúng không? Đó, bây giờ sống thử với nhau một năm. Rồi giờ lấy nhau cũng đã một năm. Gần một năm. Dạ. Đó, bây giờ tật xấu ổng có nhiều không? Dạ, tật xấu thì cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm đúng không? Dạ. Con coi chương trình này chưa? Dạ, con coi rồi. Con biết cái phần này là phần con chờ đợi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ hãy kể đi. Những cái tật xấu của ổng là gì? Nóng tính lắm chú ơi. Em nóng tính. Kể ít thôi. Đó, cái đó là một tật xấu đó. Đó, che giấu cái tật xấu của mình, đó là cũng là một tật xấu. Nóng tính hả con? Nóng dạ. Cỡ nào? Nóng có phải chửi. Sự là biết tính con nóng. Mà con nóng lên là con không có kiềm chế được. Mà cứ đi theo cứ nhai 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 con suốt ngày. Cái tính của bà là thích chọc cho mình điên hơn nữa. Cái nghề của chồng con thì con biết rồi. Con cứ đi đóng phim con biết mà đúng không? Dạ. Nó gọi là trên đe dưới búa. Có chuyện gì là đạo diễn cũng cằn nhằn là cằn nhằn trợ lý. Ở dưới diễn viên có cái chuyện gì là cũng trợ lý. Thành ra lúc đi làm cái áp lực công việc nó kinh khủng lắm. Cho nên thành ra tính tình nó nhiều khi cọc quá. Bị cọc tính. Tức là cô có một chút thông cảm điều đó đối với Nguyên. Ở cái hành động là Nguyên không kềm hãm được cái tính nóng của mình. Thế nhưng mà ngược lại á, thì con phải nhớ là đây là cái người sẽ đi cùng con đến suốt cuộc đời. Và là mẹ của con Cho nên rằng làm gì làm con. Vợ con nó mong manh, con phải là người bảo vệ nó chứ. Bảo vệ cái gia đình nhỏ của con chứ. Nhưng mà ngược lại thì Châu, con phải nhớ cái hoàn cảnh của chồng con không được bình thường như những người đàn ông khác. Cho nên con phải thương. Khi con thương rồi á, thì con sẽ tìm cách để mà con hóa giải được những cái mà chồng con đang vướng phải. Nó đã vừa cuộc sống nó như vậy rồi, nó lại làm một cái nghề nó quá áp lực đi. Mình cố gắng, đó ví dụ như là như nãy Nguyên có nói là biết mình tức nhưng mà cố gắng. Tức là cứ nhây để mà cho nó tức hơn nữa, ví dụ vậy. Thì mốt mình sẽ kềm lại cái đó. Đúng rồi. Thì tụi con mới có thể tạo một cái không khí vui vẻ trong cái nhà của mình được. Nhưng mà con... mỗi lần con hỏi tự nhiên cái chửi con chửi cho nên con mới nói lại cái cho nên á không thèm hỏi. Dạ. Khi mà hỏi mà ta cọc lên á thì không thèm hỏi nữa. Con có muốn chồng con thay đổi cái gì không? Dạ có, con mong là anh đừng có chửi con nữa, với lại con muốn là lo làm ăn để có gia đình được hạnh phúc. Bộ chồng con không có lo làm ăn hả? Dạ cũng có, nhưng mà con thấy chưa tập trung lắm đúng chưa không? Tập trung lắm. Rồi tới còn con. Cô dạ, ấy sao có những nè? Tật xấu nào? Tật xấu gì nè? Nói thì con không phải là nâng vợ con lên, nhưng thật sự là em vợ con không có tật xấu. Ồ. Là lèm bèm thôi. Lèm bèm. Dạ. Vậy là con mong muốn vợ con thay đổi cái lèm bèm con, nói luôn đi. Đúng cho vợ con nghe. Con chỉ mong muốn là ví dụ mà sau này anh đi làm về em đừng có lèm bèm với anh đâu. Nói gì? Như cái gì cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Nó không khiến cho mình bực bội đúng không? Thôi bây giờ á, Nguyên, bữa nay á, con hứa với cô, hứa chú Thuận với hứa tất cả mọi người với lại vợ con đi. Con làm trong nghề, con sẽ biết được những cái twist nào nó làm cho người ta cảm thấy coi như là cái tim mình nhói á. Sau khi chương trình này phát lên á, con sẽ coi cái đoạn mà vợ con mong muốn á. Vợ con nói câu là mong chồng đừng có chửi, bảo đảm con sẽ cảm thấy con xót.
Hứa đi. Thôi con nói chuyện vợ con đi. Hai đứa. Cái này là con hứa với cô chú rồi chứ con tại bà ghét nên là bà lên đây bà đòi bóc phốt con á. Chứ con hứa nhà con hứa hoài luôn con bỏ lâu lắm rồi không hứa. Thiệt không? Thiệt. Hứa đi, hứa cho nó công khai với mọi người luôn đi con, đã mai mốt mình có bằng chứng. Dạ, thì giờ ở đây con xin hứa với cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận với lại quý vị khán giả, với lại vợ. Sau này anh hứa là anh sẽ không có quá la rầy với em nữa. Cũng mong là em đừng có làm bềm anh nữa nha. Chỉ mong rằng là trong cái đời sống của các con mỗi ngày nó sẽ tốt hơn. Dạ. Đó, và công việc thì nó sẽ thuận lợi hơn. Hy vọng là chú sẽ gặp con trong một cái dự án gần nhất. Yeah. Đó, còn cô thì chắc chắn là sau đây là cô xin số điện thoại của con. Rồi thì cô thì đứng vai trò sản xuất nhiều hơn. Là chú Bin là làm về chuyên môn, chú Bin làm đạo diễn. Cô sẽ tìm gặp con nha. Yeah. Cảm ơn cô. Dạ, con tên là Nguyễn Văn Tú, hôm nay con 30 tuổi. Hiện tại là con đang làm nhân viên văn phòng. Con đang ở Tân Phú ạ. Dạ, con chào cô với chú. Con tên là Hương, thì năm nay con 26 tuổi. Con cũng làm nhân viên văn phòng và cũng ở quận Tân Phú luôn. Không biết là Tú và Hương gặp nhau trong trường hợp nào? Và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, con với bạn này á, là gặp nhau trong phòng tập gym. Lúc đó là con làm ở công ty rồi, công việc của con cũng ổn định. Thành ra là cái số cân của con nó cũng lên theo cái công việc luôn. Là hình như là con nhớ là con lên tới tận 15 cân. Thì thấy cái cơ thể mình nó thay đổi như vậy á, nên là con cũng muốn đi tập để cho cái nó gọn bớt. Thì con gặp bạn này để ý rồi trao đổi nói chuyện là làm quen với bạn này. Có cảm tình với cô này lần đầu tiên đúng không? Tính con là thích bạn bè nên là trong phòng tập hình như là con quen rất là nhiều bạn luôn. Kể cả bạn trai lẫn bạn gái cũng không có suy nghĩ là tia bạn này hay là gì á. Thế còn Hương thì sao? Lần đầu tiên gặp anh này. Dạ lúc đó anh thì chủ động tới làm quen với mình thế thì sao? Lúc đó thì con cũng đang ngồi tập gym. Thế con nghỉ á, để xíu con về. Thì có một cái bạn nào đó phía sau con mới hỏi là em tập lâu chưa. Thì con mới quay lại, con mới biết là anh này hỏi. Thì con cũng trả lời này kia, cái cũng biết, anh cũng biết con là sắp mà tốt nghiệp đại học rồi á. Cho nên là anh nói là nếu như mà sau này cần việc làm á thì cứ nói với ảnh. Lúc đó con thấy cũng có cơ hội cho nên là con mới xin số điện thoại, thì có gì á ra tốt nghiệp á thì con có công việc cho nó ổn định. Lúc đó chưa có cảm mến, cảm tình gì đúng không? Dạ đúng rồi. Chị có nghĩ tới công việc thôi đúng dạ, không? Đúng rồi. Tư lợi cá nhân chút dạ, xíu. Dạ đúng rồi, tại vì con thấy là mình đi làm thì bây giờ chủ yếu là nếu như mà ca giới thiệu thì cũng tốt. Cái mặt còn buồn quá kìa. Sau khi biết là vợ gặp mình là lấy số điện thoại là vì tư lợi cá nhân mặt buồn quá. Mà lúc con xin số thì con thấy ảnh là nói chung là ảnh đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu á. Mắt ảnh cứ trợn 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 trợn. Lúc đó con cũng hơi mắc cười. Tại đó giờ ít bạn nữ nào chủ động xin số của mình. Vậy là con bất ngờ đúng không? Dạ, con cũng có nghĩ là bạn này thích mình ta. Bây giờ bởi vì ông mới đứng hình. Cái con lưu số thì nói chung là lúc mà nhắn tin á thì con thấy nói chuyện thoải mái và con thấy cũng hợp. Sau đó thì tụi con nhắn tin qua lại cũng khoảng là 3 tháng. Rồi cái đợt đó con chính thức là tốt nghiệp thì ảnh có tới để mà tặng hoa với lại là tham dự cái lễ tốt nghiệp của con á. Rồi đi ăn, mới nói chuyện này kia, sau đó thì hai đứa quen. Nhưng mà sau đó anh có mời vô công ty làm việc không? Chưa, để hỏi mẹ. Lúc đó con còn có cái tư lợi nữa. Bây giờ tốt nghiệp rồi, cái việc phải cần nhờ ảnh là tới nơi rồi đó. Lúc đó là tự dưng là con không có nghĩ tới việc là vô công ty ảnh nữa. Khi mà mới tốt nghiệp á, mình có một cái cảm giác là mình muốn tự đi kiếm việc. Lúc mà mình có mối quan hệ á, thì mình lại suy nghĩ là mình nhờ mối quan hệ đó. Nhưng mà khi có rồi thì con lại suy nghĩ là con muốn tự đi kiếm thử xem sao. Hiểu thì rồi. Lúc đó con không nghĩ tới thì con tự đi kiếm việc thôi. Nhưng mà sau cái bữa tốt nghiệp đó là hai đứa chính thức quen nhau? Cũng phải. Dạ cũng chưa. Chưa luôn. Cả tuần sau á. Cả tuần sau. Tuần sau nó lâu quá. Cả tuần sau, tại sao lại không phải hôm đó mà là cả tuần sau? Tại vì khi bạn tốt nghiệp xong á thì cũng đợi bạn về, bế giảng xong rồi về cũng tham dự rồi cũng dẫn bạn đi chơi rồi đi dạo công viên. Rồi mình cũng hỏi bạn á là bạn có thích mình hay không, nhưng mà hỏi theo cái cách mà đánh đố bạn là sữa đổ vô trà hay trà đổ vô sữa. Thì bạn cũng không trả lời, thì bạn cũng im vậy đó. Rồi hôm sau mình hỏi thẳng bạn có thích mình hay không. Bạn cũng im lặng. Nhưng mà mình giống như kiểu dân sale vậy, mình chốt cái đơn bạn luôn rồi. Là bạn chắc chắn là bạn thích của mình. Anh nói, ủa rồi
ta hỏi vậy rồi trả lời sao, ta hỏi thiệt, hỏi chơi hả? Anh có nói câu đó với con, thì lúc đó con cũng suy nghĩ, con không trả lời. Tại vì lúc đó con suy nghĩ là bây giờ không biết chọn ai, tại vì lúc đó cũng có người tìm hiểu mình á. Con cũng suy nghĩ trong đầu về sao ta. Sau đó con nói chuyện với cái bạn kia thì con thấy là con phù hợp với người này, cho nên là con quen người này rồi vậy đó. Xong rồi con mới nói chuyện với anh này. Vân vân là bởi vì cùng một lúc là có cũng có một người kia đúng nữa rồi. Rồi kể từ đó cho đến lúc mà lấy nhau là bao lâu? Dạ 2 năm, tụi con quen nhau 2 năm. À tụi con cưới bao lâu rồi? Dạ con cưới tới nay là được 1 năm rưỡi rồi. À, trong suốt cái quá trình 2 năm các con yêu nhau trước khi đến với hôn nhân thì nó có thuận lợi không? Dạ nhìn chung thì thuận lợi, nhưng mà có cái là quen nhau 2 năm á thì tụi con chia tay 2 lần. Chia tay lâu không? Dạ cái lần đầu tiên là quen nhau được 2 tháng là tụi con chia tay 1 tháng. Rồi sau đó quen lại thì nhưng mà lý do chia tay nhiều khi là con vô tâm. Con cũng biết là cái lỗi của con là con chơi game hơi nhiều. Nhiều khi là con không quan tâm bạn, hoặc là bạn thấy là con vô tâm quá, nên là bạn cảm thấy là bạn hụt hẫng, bạn nói con á. Thành ra hai đứa nó bất đồng trong vấn đề. Và cũng có nhiều cái là trong cái khoảng thời gian đó là con cũng có nhiều cái sự việc đến với con á. Nhưng mà con không giải thích với bạn. Thì thành ra là bạn cứ nghĩ con như vậy, con vô tâm, con không quan tâm bạn. Thành ra là bạn suy nghĩ theo cái chiều hướng khác mà bạn quyết định như vậy. Và cái lần thứ hai là chia tay mấy tháng hả? Dạ thứ hai là chia tay chắc nửa ngày, một ngày gì đó. Chắc nửa ngày, một ngày gì đó. Ai trời ơi. Thôi bỏ đi, cái đó đừng tính. Tại vì vui vậy chứ. Lúc đó con tự suy nghĩ lại á. Con, tại vì con quen ảnh cũng gần 1 năm. Thì con thấy là nếu như mà không phù hợp thì mình không thể nào quen như vậy được. Với lại là trước giờ con cũng không quen ai, chỉ là tìm hiểu thôi. Thì con thấy nếu như mà mình đã quen gần cả năm như vậy là phù hợp. Chẳng qua là đôi lúc sẽ có những cái mình chưa hiểu nhau á. Thì mình nên suy nghĩ lại. Và lúc đó thì biết ra là anh bị bệnh, anh mệt này kia, cho nên anh mới vô tâm. Thì thôi mình bỏ qua. Thì con cũng nấu cháo đem qua cho ảnh vậy thôi. Rồi bây giờ lấy nhau xong về có những cái tật xấu gì lòi ra không? Đó. Dạ tật xấu của ảnh đầu tiên con biết là ảnh hơi bừa. Là ảnh nằm cái gói ôm của ảnh mà nó đen ơi là đen luôn. Dạ, con tưởng tượng nó luôn. Tại vì lúc mà con đi lên đây để mà chụp hình cưới với ảnh á, thì con có vào phòng ảnh con ngủ, thì ảnh qua bên phòng khác ngủ, thì con mới thấy cái gói ôm. Trời ơi con không ngờ nó dậy luôn. Con mệt đến mức độ mà con đang mệt con phải lấy cái gói ôm ra con đem đi giặt luôn. Ủa nhưng mà bây giờ con tối nè. Dạ bây giờ đỡ rồi. Tại vì con cũng hay nhắc với lại quen rồi. Với một cái đó là hơi mê game. Thật ra thì con nghĩ là ai cũng sẽ có sở thích riêng thôi. Ví dụ như đi làm 8 tiếng về thì mình có thể chơi 1-2 tiếng hay gì đó. Nhưng mà nếu mà chơi nhiều quá thì con cũng không muốn. Ví dụ như... Vậy là mê game từ lúc yêu nhau cho tới lấy nhau vẫn còn mê game luôn hả con? Cái tần suất chơi thì con giảm bớt rồi. Lúc trước con thể là chơi rất là nhiều. Nhưng mà từ khi mà có vợ, thành ra là vợ cũng nhắc, vợ cũng nói, vợ quản lý thời gian của mình vậy đó. Mình biết là cái đó là vợ muốn tốt cho mình. Thành ra là con cũng có giảm cái tần suất đi rất là nhiều. Nó chỉ còn đâu đó khoảng tầm 1/2, 1/3 thôi. Chứ không có còn nhiều nữa. Con đồng ý chưa? 1/2/3 vậy con đồng ý chưa? Được. Tại vì hồi trước anh chơi game tới 2-3 giờ sáng luôn. Giờ còn cái gì nữa không nè? Dạ không. Hả trời? Không rồi. Chơi gì cũng ít quá. Chơi gì cũng được. Vậy mong muốn thay đổi điều gì nè? Con mong muốn là bây giờ anh bớt chơi game vậy thì anh giữ lại như vậy. Còn nếu như mà những cái thời gian ảnh ở nhà nhiều quá, mình đi ra ngoài hay mình có hoạt động gì khác thì nó vẫn vui hơn. Thì đúng con cũng mong muốn vậy, chỉ vậy thôi. Là phải đưa vợ đi chơi, tranh thủ lúc chưa có con nè. Hai vợ chồng phải đi hưởng thụ, đi chơi nhiều một chút, mai mốt có con nghỉ đi đó, không có đi rồi, được đâu. Chơi từ sáng tới chiều tối là đâu có nói chuyện với vợ đâu. Không có giao lưu với dạ vợ không, luôn. Dạ không, được cái là ảnh vừa chơi, ảnh vừa nói cũng được. Mà chơi mà vợ mà nói mà không nghe, không trả lời là giận đó. Rồi nhân đây thì tới con luôn đó. Đó, vợ, xấu của cô ấy là... Vợ con thì con chỉ có mong muốn cô ấy một điều thôi. Cô ấy suy nghĩ nhiều. Mà dẫn tới cái việc là cái giấc ngủ không được tốt. Hồi nhỏ là đã mất ngủ rồi, mất ngủ kinh niên từ hồi nhỏ luôn. Nên là bây giờ ảnh hưởng cái sức khỏe rất là nhiều. Con chỉ mong là bạn đừng có suy nghĩ nhiều. Như vậy là cả nghĩ đúng không? Cả nghĩ nó đúng là cực kỳ có hại cho sức khỏe luôn. Và dẫn đến bây giờ là hay quên. Chưa có con mà trí nhớ của bạn hơi kém rồi. Vậy thôi, còn vợ vậy con không có gì xấu hết đúng không? Dạ. Cả nghĩ cái đó đúng là cũng hơi nguy hiểm cái đó. Cả nghĩ thì sau đó sẽ dẫn đến suy diễn nhiều. Lo gần lại chút. Cái này á, con phải đưa vợ con đi bác sĩ. Dạ. Tại vì có những cái thuốc mà để là bổ não cho mình đó con. Để với lại trấn an cái tinh thần, cho tinh thần mình phải thật thoải mái, mình mới
đón em bé được. Và một người có thể giúp cho con nữa đó chính là chồng con. Hãy dành thời gian nhiều cho vợ. Đúng rồi đó dạ. Con dạ. Rồi, cảm ơn hai con. Mời em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn hả? Dạ. Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy. Thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em mà lúc đó em là sinh viên. Thì... Nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh. Là mình đánh mình coi, mình sợt thấy cái này cũng được. Nên là mình nhắn tin cua cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ chứ kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao, có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Giống kiểu hên xui anh. Giống như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy bảo em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ỏ nẻn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà. Bảo em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn. Thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Wow. Phải không? Thì dạ. Em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ em thích lắm. Mà xinh không? Dạ xinh. Giống hình nền không? Dạ. Thì còn em thì sao? Thì ra uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ý. Cách ảnh nói chuyện không có điêu hoa như mấy chàng trai khác. Đó. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn với chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi này. Dạ đó thì em đi với nhiều rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 lít chân gà thôi. Còn có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có, có... Không có nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Ồ sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho ảnh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Ôi đó xem hay quá vậy. Em cố tình em thử lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp vậy nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn. Bào quá lắm. Còn có thử của nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi, em lấy xe điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ ảnh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu à, là phải quen toàn đại gia đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, ba kêu chứ. Thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội là nghe hay không á. Xong nó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi. Cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà. Ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá, ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em, em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đi. Bố em ốm trong vòng 1 tháng nữa, đúng 1 tháng, mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, cũng nhiều. Nhưng mà lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em. Em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng dẫn về với giới thiệu mẹ đây là người yêu con kia đó. Vợ em giống kiểu một món quà trong trời sắp đặt cho em nên rất quý. Và từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau
Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại, người ta không có cho sinh viên ở nữa, thì em cũng tính đi tìm trọ, nhưng anh này nói thì đúng thôi anh ở chung cư nên là qua ở với anh, tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em, cũng nói là ừ thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm rồi nấu đồ ăn cho ăn rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ á, mẹ chồng là người dụ em về á. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có hai người. Rồi thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với ảnh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không biết. Thưa các em ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo cưới thôi, lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt mà sốt giống kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng hạ sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đó. Trong nước lọc á, cầm này nè, cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ xong thì thấy hết là sau sốt. Đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình á thì đưa đón mình thì chứ ảnh biết là hôm nay đi chơi với mình như này là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức à, mình đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì mới biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụ nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa? Là nhậu nhiều quá chị. Tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ. Tại chồng em là kiểu như là tuyệt vời lắm, chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xoài nửa đêm nửa hôm vậy á. Anh đang ngủ mà em gõ, anh em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Là em à, có cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì đó từ từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm gì mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt có nhéo rồi nguyên cánh tay luôn anh, coi như là không còn chỗ trống luôn, thật quá bức xúc quá không làm được á. Biết rồi, đưa tay qua lên làm phập lên đầu cắn hả? Cắn chồng cắn hả? Ồ vậy tay đó rồi tay trái tay phải rồi ngực kia tùm lum hết rồi. Khi em đang ngủ mấy chuyện điên xịn nhậu vậy nhưng nghe nói phát trời rồi, nguyên một dấu răng ở đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Trời, tôi muốn cắn mỗi lần cắn mình quạo mình chết rồi, vậy ta cưng gì mà cưng, đau lắm đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn. Ý là vậy, còn em đau kệ em. Mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chịu khó ăn uống xíu. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Cứ ngày ăn bữa hai bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, tự biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất là nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Em lo rồi thôi. Đúng rồi. Dạ tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay mình không đúng bữa thì mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa. Đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Chứ cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm á, là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á,
đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Mình là cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ỏi quá thì chạnh lòng quá em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tuổi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tuổi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 rồi, bé nó mới 25 thôi. Đúng rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn cho hai em nha, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau, muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn hai em.